đơn kia gánh vào đời người, nhân gian sao đành. Kính quý vị ân nhân đã lo cho chúng con mấy chục năm nay, chúng con vô cùng vui mừng sung sướng bởi vì chúng con được đón nhận một cái tình yêu này. Chúng tôi không thể tưởng tượng được, chúng con chẳng là gì, chẳng họ hàng thân thích, mà quý ông bà cô bác ân nhân đã yêu thương chúng con đã mấy chục năm nay rồi. Bởi vì đây là một cái tình yêu được cộng rất nhiều sự hy sinh, một cái tình thương mà chúng con không bao giờ có thể đền đáp được. Con hy vọng rằng ơn trên sẽ đổ những ơn phúc này xuống quý ông bà, để chớ gì bàn tay nhân ái của quý ông quý bà được lan rộng nhiều hơn. Xin tạ ơn trên.